Một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có thông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niên.
sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiu trọn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Và các bậc tiền nhân của dòng họ Trần tộc chúng ta, hôm nay tất cả con cháu trên tất cả các miền quê của Tổ quốc tề tựu về đây, chúng ta tổ chức kính dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành lăng mộ tổ Trần tộc chúng ta. Vậy chuẩn bị đến giờ cha về để chúng ta tổ chức buổi họp họ. Để xin kính mời các cụ, các bà và toàn thể anh em con cháu chúng ta tề tựu trước khán phòng để chuẩn bị đón cha bản hương. Xin kính mời tất cả các cụ, các bà chúng ta tề tựu về uống nước ở khán phòng. Chú bác, anh em con cháu nội ngoại dòng họ Trần tộc, thật là một hồng ân Thiên Chúa bao la. Trong mùa xuân mới, mùa xuân ấm áp muôn ngàn sắc hoa, và lòng thành kính dâng lên Thiên Chúa Mẹ Maria. Trong tâm tình ấy, hôm nay
con cháu trong dòng họ Trần tộc chúng ta trên khắp các miền quê của Tổ quốc quy tụ về đây, hợp lòng quy hướng về cội nguồn, được cha xứ, cha bản hương thương ban thánh lễ long trọng tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Quan Thầy Micael và các bậc tiền nhân khai sinh ra dòng họ Trần tộc chúng ta và khánh thành lăng mộ dòng họ Trần tộc. Lời đầu tiên, con xin trân trọng giới thiệu và hân hoan chào đón một thành viên trong dòng tộc, sự hiện diện của cha bản hương Vũ Văn Vĩnh ạ. Và ông bà cụ Vũ Đình Ngự ạ. Con xin trân trọng giới thiệu có đông đủ con cháu các ngành của dòng tộc họ Trần ở khắp các miền quê của Tổ quốc cũng về dự đông đủ ạ. Vâng, thật đúng là cây có gốc mới nở cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu, trước có tiên tổ, rồi sau mới có mình. Trải qua thời gian khát khao và mơ ước, đến nay đã trở thành hiện thực. Công trình lăng mộ tổ Trần tộc đã được con cháu xa gần mở lòng kính tâm công đức đóng góp xây dựng, nay đã hoàn thành tốt đẹp. Mặc dù chưa được mãn nguyện nhưng cũng đã thỏa lòng con cháu trong dòng tộc. Từ nay đã có nơi thờ phượng khang trang đẹp đẽ, nơi vườn thánh của giáo họ. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Quan Thầy phù trợ ban ơn cho con cháu trong dòng họ Trần tộc chúng ta ngày càng phát triển và thăng tiến. Và cũng là một dịp để mỗi người nhận biết được anh em ngành ngọn của dòng tộc chúng ta, tiện cho sự quan hệ, tôi xin được giới thiệu từng ngành trong phả hệ như sau. Kính thưa các cụ công, các bà và toàn thể anh em con cháu, thì báo cáo với lại các cụ công, các bà và tất cả anh em nói về phả hệ, nhưng đây thật ra ban tổ chức chúng tôi cũng chưa được hoàn thiện cái phả hệ trọn vẹn, vì đi thâu tóm lượm lặt ở các ngành cũng còn nhiều thiếu sót và có sự sai lệch. Cho nên ngay sau đây thì tất cả anh em con cháu ở các ngành chúng ta sẽ nhận biết ở trong ngành mình còn thiếu, còn sai lầm ở chỗ nào thì chúng ta sẽ bổ sung sau để cho hoàn thiện trọn vẹn phả hệ của họ Trần tộc chúng ta. Kính thưa các cụ công, các bà, cụ cao tổ Trần tộc chúng ta là Trần Văn Kiên sinh hạ được 6 ngày là 5 ngành nam và 1 ngành nữ. Ngành thứ nhất là ngành ông Trùng Quyền. Ông Trùng Quyền sinh hạ được 2 ngành, một là ngành bà Chỉ Khâm, hai là ngành ông Trùng Nghi. Bà Chỉ Khâm sinh ra được 2 ngành là ông Rinh và ông Vinh. Bên dưới ngành, từ ngành ông Rinh ông Vinh trở xuống thì chưa có thông tin. Ông Trùng Nghi sinh ra được 7 ngành, ông Tiên, ông Nghiếm, ông Khản, ông Đăng, bà Cư, ông Lễ và ông Chi. Đấy là ngành thứ tư. Ngành thứ năm hiện tại là ông Hiệu, ông Báu, bà Đào, bà Muốn, bà Tuyết, bà Ngạn, bà Đước, ông Đảng. Hiện nay còn có ông Ngạn ở bên ngoại quốc Hoa Kỳ và còn có vẻ đâu. Và ông Sướng, ông Trang, bà Nga, ông Tuấn, ông Khang, ông Bổng, ông Bảo, ông Việt, ông Nhuệ và Linh Mục Trinh. Đấy là ngành thứ năm. Và xuống đến ngành thứ sáu là cánh ông Hiển, ông Cuông, ông Minh.
Xin ngành thứ nhất á, xin các cụ từ ngành thứ tư, thứ năm, ai có mặt hiện diện tại nơi đây xin đứng dậy để cho các ngành khác nhận biết đây là ngành cả, chúng ta gọi bằng anh, xin kính mời. Bây giờ còn có ngành thứ năm, chắc con nghe vậy thì khẩn trương mời anh em trai bác đấy, ai có mặt hiện diện người ta xin đứng để nhận biết. Con cháu trùng quyền ngành cả đấy ạ. Vâng. Đó. Xin một tràng vỗ tay. Xin chân thành cảm ơn. Anh xin... cả phải lo đi. Ngành thứ hai là ngành ông Trùng Khoan. Ông Trùng Khoan là đời thứ hai, đời thứ ba sinh hạ được hai ngành, ông Bí và ông Ngọc. Ông Bí sinh hạ được ba ngành, ông Huấn, ông Kiểm, ông Soạn. Và ngành thứ và đời thứ năm là còn đến bây giờ là ông Tung, ông Tiện, ông Tứ, ông Kiện. Đấy, còn ai đây chỗ ngành ông Soạn này thì chưa có thông tin ạ. À. Ông Ngọc thì đến đời thứ tư cũng là chưa có thông tin. Đấy, thế thì bây giờ còn có cái ông Tung, ông Tiện, ông Tứ đây là ngành thứ năm. Và ngành thứ sáu thì đi chưa có thông tin ạ. Xin dạ vâng đời ạ, đời thế nào tôi nhầm. Vâng, xin mời các quý vị từ ngành đời thứ năm của ngành ông Trung Khoan, ai có sự hiện diện xin đứng lên để mọi người nhận diện ạ. Xin kính mời ạ. Có 4 vị đâu ạ? Đâu ạ, ngành ông Trung Khoan. Vâng, vâng. Xin cảm ơn ạ. Ngành thứ ba là ngành ông Bá Quán. Bá Quán sinh ra đời thứ ba được ba ngành là bà Hạnh, ông Tường và bà Huệ. Và sinh hạ đời thứ tư ông Chất, ông Kỳ, bà Cung, bà Thư, ông Thư, ông Sự, bà Phát, bà Liêm, ông Giảng, bà Rau, bà Hùng, ông Thuyết, bà Khả, ông Ngữ, ông Tắc, ông Đề, bà Mẫn, ông Bình, ông Lâm. Đấy là đời thứ tư. Sang đời thứ năm đến ông Biên, ông Niến, ông Trưởng, ông Mai, ông Tống, bà Soạn, bà Phương, bà Khoai, ông Dương, ông Thế, ông Thành, ông Duyệt, bà Phán và Linh Mục Trương, ông Trung, ông Hiếu, ông Lượng, ông Hải, ông Nghĩa, ông Hậu, ông Luận, ông Bường, ông Tước, ông Quảng, bà Ngọt, bà Thơm, bà Liễu, bà Hạ, ông Cường, ông Trương, ông Thảo, ông Sắc, bà Ứng, bà Đàm, bà Rinh, bà Rĩ, bà Đoán, ông Mạc, ông Kham, ông Am, bà Sư Tiêu, ông Trư, ông Thủy, ông Thúy, ông Thụy. Và ngành bà Tương Huệ gồm chỗ ông Tắc, ông Đề, ông ấy thì chưa có thông tin. Có mỗi ông Tắc thì có một thông tin là bà Nội. Đấy, đấy là ngành thứ ba của ông Trùng, ông Bá Quán. Thì hiện nay thông tin chúng tôi mới đến đời thứ năm. Thứ sáu là đến đời ông Lượng, ông bà Hạt, rồi bà Vui, bà Vang đây này, ông Xuân, bà Xuân, ông Nghĩa, bà Thư, rồi cánh ông Loan, Phương, Dung đây. Đấy là đời thứ sáu. Xin kính mời các anh em con cháu quý vị ở ngành thứ ba, ai có sự mặt hiện diện xin đứng dậy để mọi người nhận biết ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Đến ngành thứ tư là ngành bà Đạo hay là bà Vượng, cũng là đó. Sinh ra đời thứ ba là ông Trùng Hưng. Ông Trùng Hưng đẻ ra ông Ruốn, ông Tuấn, ông Thiều, ông Đế, bà Chiêu, ông Đồng. Đấy. Và đời thứ năm
là bà kính bà mừng bà ơn ông Quang, bà Rỡ, bà Kiến, bà Kiên, ông Dũng, bà Trích, vân vân. Đó. Thì đấy là đời thứ năm. Và xin kính mời những ai có sự hiện diện, xin kính mời đứng lên để mọi người nhận biết ạ. Ông Dũng đâu? Vâng, mời bà Kiến, bà Kiên đâu? À, vâng. Vâng, đại diện. Đây là gia đình sở tại của ông Dũng đấy ạ. Vâng. Và ngành thứ năm là ông Phó Thông. Ông Phó Thông sinh hạ được 5 ngành. Bà Liễu, xin lỗi, bà Lưu Liễn, ông Cố Thanh, ông Trùng Hưởng, ông Sáp Vị và bà Quý. Sinh ra đời thứ tư, bà Tơ, ông Phan, ông Cầu, ông Hoàn, ông Cư, ông Toản, bà Chiểu, bà Viết, tức là bà Thủy đấy ạ, ông Thành, ông Ngọ, bà Ngọ, ông Thuần, ông Thuấn, bà Tin, bà Cậy và bà Mến. Bà Mến là đời thứ tư, bây giờ còn có cụ ông là ông Đài, thì là thân phụ của sinh ra tôi. Nhưng mà cụ năm nay là, báo cáo với các quý vị là 94-95 rồi, cụ rất yếu, không có sự hiện diện ở hội nghị hôm nay được, thì xin các vị thương thứ. Và đời thứ năm là ông Đoan, ông Tải, và ông Hiếu, ông Thiệu, ông Tùy, ông Thiều, bà Chín, bà Chất, ông Duyệt, bà Kỷ, bà Tài, ông Lý, ông Sự, bà Chẩm, ông Sĩ, bà Hòa, bà Bình, bà Xuân, bà Hoa, ông Trường, ông Kỳ, ông Hồng, ông bà Hà, bà Hồng, bà Hà, ông Nam, ông Hùng, ông Thu, ông Cường, ông Vinh, bà Rư, ông Hiển, ông Hiền, bà Hin, ông Hiến, bà Tám, ông Hoàng, ông Tiên, ông Huy, ông Hiệu, bà Hoa, bà Nhung. Vâng, và đấy là đời thứ tư. Xin lỗi, đời thứ năm ạ. Đời thứ năm và đời thứ sáu là đến cố Vũ Đình Ngự. Và đời thứ bảy, vinh dự cho họ tộc chúng ta là có cha Do An Vũ Văn Vĩnh. Xin dòng họ một tràng pháo tay thật lớn ạ. À vâng, con xin mời những ai có sự hiện diện trong dòng họ của ông Phó Thông, có sự hiện diện thì xin mời đứng lên để mọi người nhận biết ạ. Xin một tràng pháo tay ạ. À vâng. Đến ngành cuối là ngành thứ sáu là ông Trùng Bích ạ. Ông Trùng Bích sinh hạ đời thứ ba là ông Thạch, bà Tứ, ông Phát, bà Viên. Đấy gồm có đời thứ tư là ông Thường, bà Sước, bà Phan, ông Linh, ông Thai, ông bà Thành. Và đời thứ năm là ông Lý, ông Mạnh, ông Long, ông Hùng. Những người sau thì chưa có thông tin. Đó. Ngành bà Viên trở xuống cũng chưa có thông tin. Đó. Thì sau này chúng tôi sẽ có trách nhiệm bổ sung sau. Xin kính mời xem là hôm nay có ai ở ngành thứ sáu, ông Trùng Bích có mặt hiện diện đây không ạ? Theo tôi được biết thì ông Lương cho biết là ngành thứ sáu ông Trùng Bích có ông Thường đấy ạ. Thì hình như là không có ai, ông Lý nay thường là không có ai, có bảo không ạ? Thì cái này có lẽ là cũng sự khó khăn cho sự quan hệ của dòng tộc chúng ta. Từ trước đến nay thì cái ngành ông Trùng Bích thì cũng rất ít là giao lưu. Cái này thì trách nhiệm của anh em trong dòng họ sẽ có cái sự liên đới và thông báo để cho anh em con cháu trong ngành để được biết, tiếp tục quan hệ giao lưu với trong dòng họ. Có rất nguy hiểm
một là xây dựng lẫn lộn, hai nữa là thiệt thòi trong sự quan hệ giao lưu các anh em trong dòng tộc. Kính thưa các cụ công các bà, ở trên đây tôi đã trình bày sơ lược cái phả hệ của dòng tộc họ Trần chúng ta. Thì tất nhiên như tôi nói ban đầu là còn rất nhiều sự thiếu sót rồi sai lệch, thì sau đây là các quý vị sẽ về bổ sung kịp thời cho các ngành để rồi chúng ta hoàn thiện tốt hơn. Lần sau là chúng ta sẽ có cái phả hệ được trọn vẹn và hoàn chỉnh. Xin chân thành cảm ơn và chúc cha xứ, ông bà cố và toàn thể anh em cha bác cô dì, anh em con cháu trong dòng họ sức khỏe hạnh phúc ạ. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây tiếp theo chương trình, tôi xin chân trọng giới thiệu ông Lượng sẽ lên khái quát sơ bộ về công trình năng bộ họ Trần tộc chúng ta. Xin kính mời ông. Đầu tiên này, con xin phép được kính chào cha xứ, kính chào các quan viên trong đồng tộc, kính chào quý cố, quý anh chị em trong toàn đồng tộc chúng ta. Thân mến, hôm nay rất là vinh dự cho đồng tộc chúng ta được tổ tiên phù trợ đến ngày hôm nay, đã khánh thành năng mộ cho tổ tiên chúng ta với cái niềm mơ ước từ lâu và được sự nhã ý và quan tâm của tất cả các ông các bà trên mọi miền đất nước. Thế thì mới được ngày hôm nay. Thế thì con xin đại diện cho họ tộc cũng nói lên trong cái công việc xây dựng năng mộ cho các cố và công khai về kinh tế tất cả các ông các bà xa gần gửi gắm về đây, thì chúng con đã xây dựng cho tổ tiên. Thì con xin phép cha xứ, xin phép các cố công các bà được đọc cái danh sách gọi là con cháu xa gần đóng góp đi ạ. Và con xin phép đọc từng ngành một đóng góp ạ. Trước hết là con xin phép là ngành cụ Trùng Quyền, là ngành cả là ngành cụ Trùng Quyền. Thế thì cụ Trùng Quyền tí nữa là các cố ra ngoài mộ tổ vinh dự cho cụ Trùng Quyền là lại hiện diện bên bên cạnh cố luôn. Ở ngoài đó có hai cố tổ và hai ông bà cụ Trùng Quyền. Thế thì con xin đọc ngành cụ Trùng Quyền. Ông bà Minh ở Nam Điền 13 triệu ạ. Con cháu cụ Lễ Ân Phú 2.500.000. Ông bà Hoan Văn Giáo 1 triệu. Ông bà Hân Nam Ngoại 1 triệu. Ông bà Hiền Ân Phú 1 triệu. Ông bà Hiển Nhân Nộ 1 triệu. Ông bà Cuông Nhân Nộ 1 triệu. Ông bà Chính Nhân Nộ 1 triệu. Ông bà Minh Nhân Nộ 1 triệu. Ông bà Thiệp Nhân Nộ 1 triệu. Bà Khang Ân Phú 500. Cái này là con tập hợp là vì cái đợt trước đây, còn đợt tiếp theo nữa chắc chưa đủ ở đây đoạn, mong có gì thiếu sót các cụ cũng thông cảm vậy. Thì con này tập hợp tiếp. Ông bà Trung 2 triệu. Thế là ngành cụ Trùng Quyền đóng góp riêng ngành, vì có hai cụ cố ở bên các cố tổ nhà ta ở ngoài đó thì các cụ chịu riêng hai ngôi mộ là 15 triệu. Thế tổng cái ngành một ngành cụ Trùng Quyền là được 39.500.000. Còn ngành thứ hai thì có mấy ông hôm nay mới hiện diện ở đây, thì tí nữa để có kinh tế thì con sẽ báo cáo. Chưa có thì con thông báo là ngành thứ ba. Ngành thứ ba là ngành cụ Trùng Quán. Ngành cụ Trùng Quán thì năng mộ cụ Trùng Quán thì đang hiện diện ở Thánh Địa Văn Giáo, thì chúng con đang là trông coi ở các cụ ở Văn Giáo rồi. Thì có ông bà Nượng Văn Giáo ủng hộ 15 triệu, ông bà Lành ở trong Đà Nẵng 15 triệu, ông bà Xuân Thành ở miền Nam, tức là ông bà Xuân Thành này là con của cụ Thảo đó, ủng hộ 5 triệu. Mẹ con bà Trương ở Ân Phú 3 triệu. Mẹ con bà Thúy Văn Giáo 2.500.000. Anh chị Chính Văn Giáo 1 triệu. Bà Rĩ Nam Hoa 1 triệu. Bà Ứng Sa Đê 500. Bà Am Ân Phú 1 triệu. Bà Thìn Văn Giáo 200. Bà Đàm Chi Tây 200. Bà Chiến Văn Giáo 1 triệu. Ông bà Dung Nhân Nộ 1 triệu.
mẹ con bà Thụy Văn Giáo 1 triệu, ông bà Hậu Văn Giáo 1 triệu, ông bà Nghĩa Yên Bái 2 triệu, anh chị Hiếu Yên Bái 1 triệu, anh chị Định Yên Bái 500, anh chị Nhài Yên Bái 500, ông bà Trùng Thư, ông bà Toàn Thư ạ, Yên Bái 2 triệu, cụ Rinh và các con 3 triệu 500, các con cụ Đàm ở Phú Thọ 2 triệu, bà Thành Văn Giáo 1 triệu, ông bà Đồng Ân Phú 1 triệu. Tổng cộng cái ngành cụ trùng khoán được 61 triệu 900. Ngành thứ 4 là ngành của cụ Đạo ạ. Hiện nay thì có cụ sở tại đây là ông bà Dũng ạ. Ông bà Dũng ủng hộ 6 triệu và ông bà Quang 1 triệu ạ. Tổng là 7 triệu ạ. Ngành thứ 5 là ngành cụ Trần Văn Thông thì ông bà Vích ở miền, ông bà Vích ở miền Nam là 10 triệu. Ông bà Hiển Ân Phú 1 triệu. Ông bà Thông Phú Giáo 2 triệu. Ông bà Hạnh Phú Giáo 2 triệu. Cụ Đài Nhân Lộ 1 triệu. Ông bà Nam 2 triệu. Ông bà Hùng 2 triệu. Ông bà Thi 1 triệu. Ông bà Cường 1 triệu. Bà Sĩ ở Yên Bái 1 triệu. Chú Thuy ở Yên Bái 1 triệu. Chú Thắng Yên Bái 1 triệu. Chú Thức Yên Bái 1 triệu. Và cô Theo Yên Bái là 500. Ngành này là có đặc trách, tức là rất là ưu ái Chúa ban cho ngành này được một cha, tức là cha do Vũ Văn Vinh đang hiện diện với chúng ta đây ạ. Cha đã với tấm lòng hảo tâm cha ủng hộ vào trong dòng tộc là 15 triệu và báo cáo các ngài vậy. Thế thì ngành phụ thông tức là được 41 triệu 500, còn ngành cụ trùng bích là ngành thứ 6 rồi. Thì nãy thì ông Hùng đã nói rồi, vì các cụ còn đang là đi vắng nhiều, mà hơn nữa là để còn một số người còn đang bận rộn này thì cũng không về hiện diện được. Thì mong là các cố các bà thông cảm. Thì con cũng tập hợp 6 ngành lại thì coi là được đóng góp được 150 triệu 400, nhưng mà chúng con xây dựng đợt 1 là hết 34 triệu là chuyển các cụ vào gốc và về cái nơi đất thánh ạ. 34 triệu 605, chi đợt 2 mất 20 triệu 882 nghìn, và chúng con cũng dâng bà con thầy 5 triệu. Thì toàn thể là ngôi mộ của các cụ về dậu đá là 112 triệu, và chúng con chi phí xây dựng hết 62 triệu 487 nghìn, tổng là 174 triệu 593 nghìn. Mà mình đã có như vậy là được 150 triệu 400, tức là dòng tộc chúng ta hiện tại là còn đang thiếu mất 24 triệu 193 nghìn nữa. Thì mong rằng là quý cố, quý ông, quý bà, anh em cha bác gần xa với cái tấm lòng hảo tâm để hướng về tổ tiên, thì chúng con xin nhận và cứ cảm ơn các cố, công tác bà. Và sau nữa là con xin chân thành cảm ơn hiện diện của cha xứ, ông bà cố, về các cố, công tác bà Yên Bái, rồi các tỉnh xa đã sum họp về đây. Một lần nữa con xin đại diện cho đồng tập xin chân thành cảm ơn. Và có lẽ đến giờ này xin mời cha, mời các cố, công, các bà ta ra thánh điện để cha làm phép mộ. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em trong dòng tộc họ Trần, con thấy sự nỗ lực của tất cả mọi người rồi, nhưng mà cái sự rất nhiệt tình ở trên đây, đặc biệt ở biên giới thì có bác Lượng đây rất là nhiệt thành, không phải trong một năm mà rồi mà nhiều năm cùng với trên đây để đập gia phả, rồi là đưa các cụ tổ về đất thánh bây giờ, rồi là xây. Đấy là một cái sự hy sinh mà không thể nói bằng tiền được của tất cả mọi người đấy, trong dòng tộc đứng ra để lo cho những ngày hôm nay. Xin người ta cùng đôi trong tay để cảm ơn tất cả. Và rồi thứ nữa là hôm nay quy tụ nơi đây cũng là dịp rất là đặc biệt để khánh thành mộ của tổ tiên, và con cháu quy tụ được sự ưu ái của cha xứ cho dâng lễ tạ ơn. Từ hôm nay cha xứ cũng hiện diện để trong thánh lễ, đấy là một dịp đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là dòng tộc chúng ta là có hai cha, cha Cố, cha Trinh và cha Trương. Đấy, thì con có nghe thấy biết là đời thứ nhất và đời thứ ba gì đấy.
cha Hải là vậy là rất nhiều, con đó vậy là bốn cha và cái này mấy sơ, thì đấy là sự cũng là để lại tổ tiên của chúng ta cố gắng cầu nguyện cho chúng con, để cầu nguyện cho mọi thành viên trong dòng tộc để mỗi ngày gắn kết hơn, và cũng sự nhờ cái sự gặp gỡ này mọi người biết thực sự nhiều người con cũng không nghĩ rằng là con có dòng tộc anh em ở đây ra đường, có khi gặp nhau thì không biết là mình có phải là anh em không, nhưng mà nhờ ngày hôm nay thì đã biết được, và ít nhất cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã để cầu nguyện và xin Chúa chúc lành ơn cho tấm lòng sự quảng đại sự cầu nguyện tất cả mọi người xa gần anh em. Xin Chúa chúc lành ơn cho tất cả tấm lòng đó để có buổi hôm nay như ngày hôm nay, chắc chắn tổ tiên sẽ ghi nhận những ơn đó và Chúa chúc lành cho dòng tộc chúng ta. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn và chúc mừng tất cả. Và để kết thúc mời người ta đứng để cảm ơn Chúa. Đứng về tên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có Chúa vô cùng và có và đời đời trong cùng. Amen. Đức Vương ban sự bằng yên. Thánh cả Du Xe, các thánh tử đạo Việt Nam, thánh Vika, Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được ơn bình an và ơn Chúa. Và có xin nhà một tay nữa để có được tất cả mọi người chúng ta ra mang mong để đọc phép. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đã ngồi thánh đường. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu. Để khi đang còn mang nặng thân xác bụi trần, các ngài đã được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống và là sự sống lại. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân chúng con an nghỉ trong những ngôi mộ này. Cho tới khi các ngài được Chúa cho sông này trong ánh sáng thanh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh sáng vinh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tổ tiên chúng con đi trước ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi thân xác của các ngài nơi nằm đất này để các ngài được Chúa chúc lành ban ơn. Chúa là đấng đầu tiên đã từ coi trên sông này, người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên dâng thân xác sang nang của người. Vậy chúng ta xin Chúa ban cho tôi thơ Chúa là các bậc tiền nhân chúng con đây được vào chôn bình an của người, và cho các ngài được sống nay trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống này và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống mà tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc tiền nhân của chúng ta đây.
Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Na-za-rô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin oai thương ban cho các bậc tiền nhân là tổ tiên chúng con đây được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ chung có lòng hối cải, xin oai thương đưa các bậc tiền nhân chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho các bậc tiền nhân chúng con được ghi ân tín trong nước thánh tây, xin oai thương cho các ngài được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân chúng con đây trong tiệc thanh bình và mau Chúa, xin oai thương nhận các ngài vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa oai thương cho chúng con là những người con cháu của các ngài được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa nay lòng nhân từ nhìn lên tôi tớ Chúa là các bậc tổ tiên chúng con đã qua đời. Xin Chúa nay lòng nhân hậu mà ân thương cho các ngài vậy ở dưới đất. Đức tin chân thật đã liên kết các tôi tớ Chúa với công đoàn tin hữu thì trên trời, xin Chúa nhân lành cùng ban cho các ngài được sum họp với hàng ngũ các thánh thiên thần. Chúng con cầu xin được Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy gần nhận lời con kêu van. Hãy hăng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi là ai đối được. Bởi Chúa anh có lòng anh, cùng vì đời Chúa ban nữa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con thấy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm cho mọi người thay Chúa xin ban cho linh hồn kiên nhân được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn kiên nhân thoát khỏi tù ngục và nghỉ yên lành. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng mày hãy xin thì mày sẽ được. Này con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi đưa liên tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn lấy vào. Xin cho các linh hồn thấy được sự sáng vô cùng làm soi cho liên an em. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con trong đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hàng nghìn thứ con, hàng che chở con, lại cho mỗi ai xuống để làm người, cho tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép vui thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Hãy cứu lấy con, kẻo phải chê tôi ăn năn tôi chẳng gì. Với các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ, xin tha linh hồn thiên nhân được nên chỗ nghỉ ngơi. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời, trong mà
Chúa nhân từ. Chúng con đây vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn thiên nhân được đến chốn nghỉ ngơi. Nữ vương các gia đình cầu cho chúng con, anh cả du xe cầu cho chúng con, anh Mikael cầu cho chúng con, anh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con, chúc anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em và dòng tộc của ta luôn được ơn bình an. Ta ơn Chúa. Chúng ta bắt đầu tay để nhờ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người ơi đừng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhờ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Gia đình sống theo tình người con ngoan.
tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Không biết hôm nay có ai về dưới tẻ lấy
có bạn à và chúng là họ bảy họ đoàn của ấp chúng con chúc mừng họ đoàn của chúng ta. Trước khi dân dịch lễ chúng con mời cha quê hương rồi anh chị em chúng ta sẽ cùng nghe một chút một lịch sử cho họ. Xin mời ông chủ có đôi lời trước khi chúng ta vào phần thỉnh lễ. Trọng kính cha xứ, quý cha quê hương, kính thưa ông bà cố, kính thưa các vị công chức ban hiển giáo, kính thưa toàn thể quý vị trong đoàn hành hương cùng toàn thể công đoàn. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thật vinh dự cho cộng đoàn giáo họ chúng con cùng dòng tộc hôm nay cảm tạ ơn Thiên Chúa và Thánh Quan Thầy được sự quan tâm của cha xứ. Giáo họ chúng con được chào đón quý cha quê hương, ông bà cố cùng con cháu nội ngoại của dòng tộc họ Trần ở xa quê quy tụ về tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Quan Thầy, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân là ông bà tổ tiên đã xây dựng tại khu giáo họ chúng con. Kính thưa cha, nhân dịp này con xin được điểm lại đôi nét của giáo họ qua thời gian lịch sử và được các bậc tiền nhân kể lại. Giáo họ chúng con được hình thành vào thời kỳ rất khó khăn, nhưng sự đoàn kết và lòng mến Chúa của các bậc tiền nhân nên giáo họ luôn luôn phát triển về đời sống đức tin. Nhận Thánh Quan Thầy đi kê là bổn mạng, nhờ vào tinh thần đó và sự dẫn dắt của quý cha coi sóc, các ngài đã xây dựng lên ngôi thánh đường to rộng và vững chắc. Thật kỹ thuật tinh xảo đầu tiên tại khu vực giáo xứ Núi Đê thời bấy giờ, trong đó có công rất lớn của dòng tộc tiền nhân trong họ Trần, còn ghi danh để lại như cụ Trùng Nghi dâng một mẫu ruộng để xây dựng nhà thờ, và rất nhiều các ngài đã được ghi danh như cụ Trùng Tường, ông bà Trùng Vang, cụ Ký Ngự và còn rất nhiều các quý vị khác trong dòng tộc họ Trần. Các ngài đã để lại cho chúng con một báu vật truyền thống mà giáo họ chúng con luôn biết ơn và cầu nguyện. Với những truyền thống đó, giáo họ chúng con luôn phát huy, dù phải xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng tâm về quan thầy và ông bà tổ tiên. Như con cháu bà Trùng Vinh đã dâng hiến vào nhà thờ 230 m² đất để khuôn viên vuông vắn và đẹp đẽ. Như ông bà Thắm Hàm, anh chị Quý Quỳnh, anh chị Thái Màu, anh chị Nguyên Huyền và anh chị Toàn Thùy, còn nhiều lớp trẻ khác chúng con luôn ghi ơn và cảm tạ. Và hôm nay giáo họ chúng con cùng dòng tộc được đón cha xứ, cha quê hương cùng con cháu nội ngoại trong dòng tộc họ Trần về cảm tạ Thiên Chúa, Thánh Quan Thầy, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Chúng con xin kính chúc cha, quý cha luôn mạnh khỏe, được nhiều ơn Chúa Thánh Thần soi sáng tu toàn sứ vụ Thiên Chúa cha ban. Xin cảm ơn quý vị trong đoàn hành hương cùng cộng đoàn mạnh khỏe. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Quan Thầy cầu chúc cho quý vị. Kính mong nét đẹp đó sẽ luôn được tái hiện. Giờ đây con xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông thánh lễ. Con xin cảm tạ. Dâng lên Chúa cho ta sa hồn, dâng cho ta trần muôn.
cho ai của gì thì người ta không đòi nhận lại. Nhưng nếu như người ta biết cảm ơn thì cái quả đó nhân lên vì nó có một giá trị, đó là cái quả đó đã được nhận và thái độ biết ơn. Giáo họ chúng ta cũng thế, trải qua một thời gian rất là dài với sự hướng dẫn của quý cha, rồi quý vị tiền nhân, thân nhân, ân nhân, rồi các dòng họ, dòng tộc, rồi trong cả chúng ta nữa tiếp bước để anh chị em thắp lên niềm tin, sự hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho. Chính vì vậy mà hôm nay giáo họ chúng ta cùng với các dòng họ đặc biệt là họ Trần tổ chức thánh lễ tri ân tổ tiên, cầu nguyện cho các tiền nhân, thân nhân, ân nhân. Và anh chị em cũng tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em có liên hệ hoặc từ nơi đây mà phát xuất đi nơi khác. Chính vì thế, xin mời anh chị em chúng ta hiệp ý trong thời gian hôm nay để ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa và nhất là cầu nguyện tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cô hiệp ý trong thời gian hôm nay giáo họ nhân lỗ cầu nguyện cho các tiền nhân, thân nhân, ân nhân và cầu nguyện bình an cho các gia đình. Cùng hiệp ý họ Trần xin lễ cầu nguyện cho tiền nhân các linh hồn. Anh chị Thắng cầu nguyện cho tiền nhân, anh chị Toàn cầu nguyện cho tiền nhân, ông bà Trùng Dung cầu nguyện cho tiền nhân, các con ông Thảo Linh Bái cầu nguyện cho tiền nhân, ông bà Trùng Phương cầu nguyện cho tiền nhân, anh chị Thái cầu nguyện cho tiền nhân, bà Lý cầu nguyện cho tiền nhân, bà Ứng cầu nguyện cho tiền nhân, cháu Hòa cầu nguyện cho tiền nhân. Để cầu lễ chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành vào nhiệm thánh. Tôi thưa nhân cùng Thiên Chúa toàn năng. Trên vì lúc gần ra cô nên khi các môn đệ
trì hoãn, ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên, các bà quá xuống ngã quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía Kinh Hài và ra lệnh: bà Tabitha, hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô, liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành gia phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Đó là lời Chúa. Điều đó anh em thấy nản chướng, không chấp nhận được ư?
Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ hợp người. Người nói tiếp, vì thấy Thầy bảo cho anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Trước hết con xin lòng cảm ơn Cha Thánh Sứ ân ái cho đồng tập chúng con được. Trước thì lấy tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho bậc tiền nhân. Tất cả chúng ta quy tụ nơi đây cũng không ngoài mục đích là chúng ta hướng về đời sau cầu nguyện cho tiền nhân, và đặc biệt chúng ta cũng nguyện cầu mong Thánh Chúa để được trả lời ân sủng sự bình an của Chúa trong mùa phục sinh này. Chúng con cũng kính chúc cho cha xứ, cho giáo họ, quý cụ ông bà và chị em luôn tràn đầy ân sủng sự bình an của Chúa phục sinh trong môi trường, trong mỗi gia đình, trong giáo họ, giáo xứ chúng ta đang sống trong làm việc, trong phục vụ. Xin chúc mừng cha của ta. Kính thưa quý cụ ông bà và chị em, lời Chúa hôm nay nói tỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Nhờ chúng ta tin vào sự sống đời đời cho chúng ta mới quy tụ ở đây để cầu nguyện cho bà tổ tiên chúng ta. Về ơn thiên của Thiên Chúa là như thế, thì dòng tộc máu mủ của con người cũng nhờ vào các tổ tiên mà có chúng ta. Nước có nguồn, sông có cội, con người có tổ có tông. Tổ tiên sinh ra ông bà nội ngoại, rồi ông bà nội ngoại sinh ra cha mẹ sinh ra con cháu là chúng ta. Và nhờ tổ tiên chúng ta xây dựng, lập ấp lên những ngôi làng, những thánh đường như thế này, rồi chúng ta mới có thể quy tụ dưới mái nhà thờ ở đây để thờ phượng, để cầu nguyện cho các ngài. Mà như cha xứ, cha chủ tế đã nói, đó là lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên. Công ơn tổ tiên, công ơn ông bà, ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ luôn luôn phải được đền đáp cho cần sự, sóng trước đổ đầu, sóng sau đổ đầu. Do đó con người phải có những lễ, lúc cha mẹ còn sống thì phải thăm nom, chăm sóc, khi cha mẹ khuất bóng thì cần phải cầu nguyện, no, ngày dỗ trả, xin lễ cho các ngài. Đó là sự hiếu nghĩa mà điều răn thứ 4 thẳng tinh cha mẹ đã dạy chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay con cái cháu chất của dòng tộc họ Trần quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho tiền nhân đến như con được từ trước khi lễ để nhận về tiền nhân dòng tộc. Bây giờ đã tới lời thứ 8, thứ 9. Trước hết là để Chúa ban ơn cho dòng tộc con cái cháu chất trong năm qua muôn vàn ơn phúc cho giáo họ chúng ta cũng như cho giáo xứ. Thứ đến là để dâng lễ cầu nguyện cho các ngài đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, mà các ngài đã ra đi trước chúng ta. Thì giờ đây con cháu chúng ta phải có bổn phận cầu nguyện cho tổ tiên, cho các ngài. Và việc dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên cũng chính là bài học hữu ích cho con cháu biết nhớ tới tổ tiên cha mẹ khi chúng ta nằm xuống. Con cái biết giữ truyền thống đạo đức tốt đẹp này. Vậy gì? Hôm nay dân lễ tạ ơn cầu nguyện cho tiền nhân đã có công xây dựng, giúp đỡ thánh đường này, giúp đỡ giáo họ nhân lộ của chúng ta.
Vậy thì chúng ta là con cháu, dây rách cũng phải giữ lấy nề, là con cháu phải tiếp tục nối tiếp truyền thống tốt đẹp của tổ tiên đã hy sinh không phải chỉ là công sức mà cả tiền của đất đai để giúp đỡ cho nhà Chúa. Thì chúng ta ở môi trường nào, ở giáo xứ nào, giáo họ nào, chúng ta cũng phải phát huy tinh thần đó. Đó là một vài ý nghĩa mà truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại cho chúng ta, và mong con cháu luôn luôn phải phát huy. Con ơi, giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên khắc ghi công đức một niềm tri ân. Mà giáo họ chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người đã giúp đỡ, đã lập ấp, các đấng bậc đã cử hành các bí tích cho chúng ta. Ngôi thánh đường chúng ta thì có tổ tiên lập nên, ngôi nhà chúng ta đang ở cũng có tổ tiên lập nên. Chúng ta có nhớ để cầu nguyện cho các ngài hay không? Đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa là cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc tổ tiên và chi tộc, dòng tộc, tất cả chúng con quy tụ nơi đây, đặc biệt dòng tộc họ Trần chúng con đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống trong đại đạo của Đức Khách Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn cho tất cả các bậc tổ tiên, nếu còn có những ai vướng mắc khi còn sống thì xin Chúa thanh tẩy sớm đưa các ngài về nhan thay Chúa. Và xin các bậc tổ tiên cũng cầu nguyện cho tất cả chúng con biết lấy đức tin, đức cậy, đức mến để mà chúng con thờ phượng Thiên Chúa, an ủi phục vụ lẫn nhau, để chúng con biết sử dụng thịt của mình bỏ thánh Chúa làm của nuôi dưỡng linh hồn chúng con, và cũng là một sức mạnh để nối kết chúng con lên một trong mái nhà thờ thân yêu này, và trong mọi cử hành bí tích thánh lễ mà chúng con hiện dâng thánh lễ hàng ngày. Xin Chúa đón nhận các người cầu nguyện sớm đưa các ngài nhan thánh Chúa, và xin các ngài cầu cử để rồi chúng con là con cháu biết sống đạo cho nên kết hợp với cha xứ, với mọi người để xây dựng nhà Chúa mỗi ngày khang trang tốt đẹp hơn. Đó là điều mong muốn của giáo hội cũng là của các bậc tiền nhân để làm cho chúng con. Chúa Giêsu đã phán: ta là sự sống này và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng ta cần khoản thân lên Chúa những lời nguyện xin. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và sống lại vinh quang, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết hết lòng tin kính Chúa, để mai sau được sống lại và hưởng phúc vinh quang với người. Thank you.
Xin Chúa cho đến tôi lớn Chúa là các tấm bậc tiền nhân đã được xin lễ hôm nay, mà Chúa đã gọi con này về với Chúa, xin ban cho các anh chị cho con Chúa được sống lại như người. Xin Chúa có nên anh chị em chúng con đang nghĩ trong việc hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã hiến dâng trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con hãy xin Chúa cho tất cả chúng con, cho chúng con và đồng hưởng sự sống đời đời của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban cho năm Đức Trinh Nữ, Thánh Mikael và Thánh Tông Đồ toàn thể các thánh đã sống được lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cho sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa Chúa Thế và Thương Thế các người dân, chúng ta giam nguyện rằng Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được thánh cha Chúa, 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 Chúa
bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho con một chúa trình mô hình để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của người. Chúa con cầu xin nhận được khi tôi chưa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con xin kính mời chúng cha và mời quý tổng đoàn ngồi. Anh chị em và con nơi đây cảm ơn các dòng họ, các bậc tiền nhân đã giúp đỡ rồi cộng tác người dựng nên giáo họ nhân hôm nay. Chúng ta chúc mừng một tràng pháo tay. Và hôm nay thì chúng tôi có thấy rất nhiều các diễn viên ở các nơi về, thấy lạ lắm, người đẹp như tranh vậy. Đây đây là chúng ta chúc mừng rồi, cũng như cảm ơn các quý khách, các dòng họ là trong đó để có họ Trần hôm nay nữa, rồi họ Vũ, họ Đoàn của cha quê hương, Vũ cha quê hương này nữa. Chúng ta cũng cảm ơn anh chị em, mặc dù thì ở nơi xa đi lại vất vả, nhưng mà về với giáo họ thì bao nhiêu năm thì anh chị em được trở về đây là quê của anh chị em, nên là sứ nhận lâu này thuộc về anh chị em và thuộc về cha quê hương. Chúng ta chúc mừng một tràng tay. Trọng kính cha xứ giáo xứ Quý Đê, đồng kính cha xứ giáo xứ Quần Lạc cũng là cha bản hương dòng tộc chúng con kính mến. Thật vinh dự cho dòng tộc chúng con hôm nay được cha xứ cho phép cha bản hương quan tâm và được sự giúp đỡ của quý ban hành giáo giáo họ Nhân Lộ tổ chức thánh lễ tạ ơn, làm phép mộ và cầu nguyện cho tổ tiên dòng tộc chúng con rất sốt sắng và long trọng. Kính thưa hai cha, thưa quý ban hành giáo, quý cố, quý phụ, quý các ông bà, anh chị em, quý khách, quý ân nhân dòng tộc chúng con, với niềm cậy trông vào Thiên Chúa phục sinh, niềm mơ ước của chúng con được chuyển thi hài các cố tổ tiên dòng tộc họ Trần chúng con về an nghỉ nơi thánh điện giáo họ Nhân Lộ, để hàng năm cha xứ ban thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân nơi thánh địa giáo họ tổ tiên chúng con được an hưởng, nay đã được hoàn tất. Con xin thay mặt cho dòng họ Trần xin cảm tạ và tri ân cha xứ, đồng cha bản hương đã ban thánh lễ làm phép mộ và cầu nguyện cho tổ tiên chúng con. Con xin cảm ơn quý ban hành giáo, quý giáo họ Nhân Lộ đã giúp đỡ tổ tiên chúng con tổ chức thánh lễ và cầu nguyện cho tổ tiên chúng con. Con xin cảm ơn quý hội kèn, đồng giáo họ, cư phú với niềm yêu mến Chúa đã phục vụ rất tận tình và sốt sắng. Con xin cảm ơn quý cố, quý cụ, quý ông bà ân thân nhân xa gần, quý khách đã bớt chút thời gian cùng về tham dự tổ chức ngày trọng đại này. Trong lúc chúng con còn nhiều điều thiếu sót, kính mong quý cha, quý cố, quý phụ, quý khách, quý ân nhân xa gần lượng tình tha thứ. Sau thánh lễ, con xin kính mời quý cha, quý dòng tộc, quý khách về nơi đón tiếp dùng bữa cơm thân thiện cùng dòng tộc chúng con. Con xin trân trọng kính mời. Trong thánh lễ hôm nay, vâng lời cha xứ, bởi vì thấy nhiều lời rồi, và trong trước kỳ lễ ta họp thì vẫn đã chia sẻ, và con hết lòng cảm ơn cha xứ đã cho phép và còn về phép bộ cho tổ tiên, và hôm nay cũng cùng cha xứ để thân lễ tạ ơn Thiên Chúa và nguyện cho các ngài, cho giáo họ, cho giáo xứ, và cũng cảm ơn tất cả các anh em cô dì chú bác thì khi họp cũng biết được là đứng tất cả có 6 ngày, còn thứ ngày thứ 5. Đấy, và tất cả quy tụ nơi đây đối với mái nhà thờ này nói về tình hiệp thông trong tổng tập, và cũng kính mong tất cả các bạn chúng ta cũng luôn hướng về tổ tiên để cầu nguyện cho các ngài, và chúng ta cũng xây dựng nhà chúng mình càng tràn hơn, và đặc biệt có những dịp dỗ chúng ta cũng quy tụ đời gió họ tình yêu này, chúng ta nhớ tới tổ tiên cầu nguyện cho các ngài trong những dịp đặc biệt nào đó. Cảm ơn bạn tổ chức và giáo họ, cả đoàn, hội kèn, rất là bạn ca
từ nhà rất là xuất sắc. Để chúng ta đôi ra bắt tay để cảm ơn các đàn ông. Chúng ta đứng để cùng thành lễ. Lạy sau cho anh chị em đi bình an. Chúa trời.